đó là trận Mỹ Phong Mỹ Lợi. Mỹ Phong là áo đỏ quần đỏ luôn à, còn Mỹ Lợi là áo đỏ quần đen. Mỹ Lợi áo đỏ quần đen, Mỹ Phong là áo đỏ quần đỏ. Hải Độ đang làm thủ tục bắt tay. Thank you.
Yeah.
hai đội ta lui xuống dưới vạch 3 mét. Come on!
Hết thời gian rồi hai ba hai mươi thứ nhất 24 còn cái nữa còn một cái cuối cùng nữa Thank you.
Oh,
Thank you.
Em kia hết rồi.